Trung tâm giống bồ câu Hà Tĩnh, trại bồ câu Anh Dung, thôn Đông Tiến, xóm 8, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại di động 0977006968, 0988800153. Chúng tôi chuyên cung cấp giống bồ câu Pháp, cu gáy, chim chỉ, gà lôi, ngan Pháp, trứng gà ta. Với nhiều năm kinh nghiệm thực tế với tổng đàn, hơn 4.000 cặp chim Pháp, 50 cặp cu gáy đang sinh sản. Trung tâm chúng tôi đã lập công ty riêng để bao tiêu đầu ra cho quý vị bà con, thu mua chim bồ câu mọi lứa tuổi. Giống bồ câu Pháp, trung tâm chúng tôi áp dụng khoa học kỹ thuật và sử dụng các bài thuốc dân gian để phòng và chữa bệnh cho trại bồ câu nên con giống chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng và không dư thừa kháng sinh trong cơ thể và không bị lờn thuốc và hướng dẫn cách nuôi, phòng, chữa bệnh cho bồ câu để bà con đạt hiệu quả cao nhất trong chăn nuôi. Chúng tôi nhận bao đầu ra cho bà con, thành công của bà con là niềm vui của chúng tôi. Bồ câu chúng tôi đã quen với khí hậu khắc nghiệt của miền Trung nên giống chúng tôi dù bà con nuôi ở đâu cũng thành công. Trung tâm giống chúng tôi có vị trí giao thông thuận tiện cho việc mua bán vận chuyển giống bồ câu Pháp. Trung tâm hoàn toàn đủ đáp ứng con giống phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi của các trang trại hoặc các hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và cả nước. Trung tâm chúng tôi đã có rất nhiều năm kinh nghiệm sản xuất tạo ra các nguồn giống chất lượng cao hàng đầu cả nước được bà con chăn nuôi trên toàn quốc đánh giá cao. Với diện tích rộng hơn 2 hectare gồm nhiều chuồng trại, từ chuồng kín đến chuồng hở, gồm nhiều mô hình đa dạng và phong phú, có đủ các loại giống đã được chọn lọc và nuôi dưỡng cho ra đời các loại giống bồ câu chất lượng cao. Trung tâm chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật chăn nuôi với bà con chăn nuôi ở Hà Tĩnh và trên cả nước. Chúng tôi cam kết giống bồ câu uy tín và chất lượng, giá cả cạnh tranh, giao hàng tận nơi, cung cấp số lượng lớn. Xin cảm ơn bà con đã tin tưởng trung tâm chúng tôi, được phục vụ bà con là niềm hạnh phúc của chúng tôi.